Rồi đi mạnh khỏe nha, nhớ dưỡng sức nha. Mạnh khỏe về đi xe nào nữa đó. Rồi nha. Đi du lịch Cần Thơ nghỉ dưỡng nha. Rồi ông ngồi sao buồn hay vậy? Bả chuẩn đi đi bộ, đi bộ buồn hay vậy? Dạ, chị buồn, chị nghe, cho nghe, đây. Nghe đây buồn. Ủa vậy là hồi bà loại nghe trước được mà phải không? Được không? Để kêu người chồng chở. Rồi chị vô đây ngồi cái đây em làm thủ tục cái rồi hồi đi em điện xe rồi nãy cho chị dắt bà ra. Thì xin chào quý vị khán giả cùng quý Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay thì được mà chỗ hội thiện nguyện Việt Đài ở Bé Thanh đại diện là hỗ trợ cho bà là số tiền là 10 triệu để đi Cần Thơ để khám bệnh và phẫu thuật cái u sơ của bà. Thì hôm nay thì tạm thời hôm nay thì con đã sắp xếp hết rồi, vậy là chuyển số tiền lại cho bà và ứng trước cho mình một số tiền. Rồi lên chảnh thì chị cứ lo thủ tục khám này kia vô cái đi. Rồi phần sau nữa có gì em liên lạc số điện thoại có rồi đấy ha. Chị cậu cũng đi. Không không đi, em đi không được. Tại sao quá chị đi không sao đâu, lên cái đó chứ đưa giấy vô khám thôi. Để mình có giấy chuyển viện rồi nó người ta lo được cho em. Mình không bằng chữ. Vậy đó hả? Thì cứ đưa vô đây nói người ta không biết chữ rồi đấy. Chứ giờ tụi em còn đi mấy hoàn cảnh nữa mà đi em chảnh thì nó hơi khó khăn. Thì không sao đâu, cứ kỵ lên hỏi không biết cái gì hỏi người ta là người ta chỉ. Để hồi chắc kêu ổng chạy xe ông đây theo à. Ờ vậy chắc ăn cho cái không nhập viện đi ha. Tại vì chứ thường tụi em phải đi theo nhưng mà giờ còn hai hoàn cảnh đó trong quà tú á. Em phải vô chổng nữa. Bây giờ gán đi hỗ trợ tiếp em đi. Chứ giờ em kẹt quá. Rồi cũng như là cậu hỗ trợ ông bà. Dạ. Vui mừng, cảm ơn. Nói chung là con làm nhịp cầu nói thì giúp được bà cái phần nào thì con cố gắng hết sức chứ không có gì hết. Trong khả năng là con giúp được là con giúp hết. Ồ, cái giấy chuyển viện nó đâu? Thì mấy cái giấy đó nữa chị để vô một cái bọc riêng, kỹ nha, giấy tờ bọc riêng. Giấy gì đâu? Thì đó hôm qua giữ để đâu đó đó. Không. Không, cái giấy màu trắng á, thiện hồi lục ra đi. Thì bây giờ nè, bây giờ tạm thời là bây giờ em đưa chứ, ứng trước cho chị 3 triệu. Dạ. Một hồi á thì mình chi phí đó tạm thời mình đi trên đường thôi chứ đi. Giấy giấy tờ là chuẩn bị sẵn hết nha. Đâu đi lấy cho chung cái bọc hôm qua bọc ấy. Để chuyển viện một bọc quá. Ừ, bọc đó để riêng, còn cái này hộp khẩu hôm qua là con để riêng thôi. Nè. Mấy cái giấy tờ người ta gom chung chỗ đi, vô một bọc đi. Trời đưa đưa cậu đó nha, coi cái giấy nha ấy. Đâu có thiệt cái này thì nữa, anh lên cái gì thì hôm qua nó đóng một. Vậy lắm. Nè, mở ra là thấy đem cái đi hả? Ờ đem theo, đặng vô là mình đi đúng tiếng là mình không có tốn tiền phẫu thuật. Không? Mình chỉ lo ăn chỉ uống thôi. Miếng à, thì nữa vô cái này nó là chuyển viện, nếu có xài đưa giấy photo chứ không có đưa giấy gốc. Ờ à, nữa hỏi ảnh là đưa giấy photo này nè, người ta chừng là người ta cần giấy gốc thì hết trình. Không? Rồi bỏ vô bọc đi thì nữa chị kêu ảnh hỗ trợ tiếp. Không, cái này để nào. Cái nào đem đi đó là đem, cái nào nhưng mà giấy tờ chắc ăn dính cái bệnh rồi phải đem hết. Chứ ơi em hồi cho anh gặp Vũ nha, nhớ thì cho ta nha nhớ. Hồi trưa chút rồi sáng có lợi nữa. Rồi tình hình nhập viện sao rồi em sẽ điện thoại hỏi thăm rồi em tranh thủ em với ngày em lên thăm. Rồi thì có gì em hỗ trợ tiếp. Xe không? Đây không? Khoan để em làm cái thủ tục này cái là em chuyển xe lại. Chị họ tên gì em quên này? Thập Yến. Yến.
15 đó, 15 hay 16, 16 đó. 16 tháng 3. Rồi chị ký nhận đại vô cho em đi. Nè. Chữ thập luôn. Rồi cũng được, ký vô là được, giống như mình có nhận tiền vậy đó. Ừ. Thì bây giờ em tạm ứng cho chị trước là 3 triệu. Rồi lên này trên chẩn ấy đi rồi mình tính nữa. Nha, 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. Rồi một hồi á, thì một hồi đi, còn tiền xe á, thì cứ lấy 5-900 ngàn để em đưa cho người ta. 900. Tiền hồi lên xe trả cho tài xế á, ha. Rồi cũng báo cáo với Mạnh Thường Quân, tiền hồi mình sẽ liên lạc chỗ xe. Thì làm sao chị khi lên chả nó nhập viện xong ấy, có gì ổn định rồi chị em điện cho chị, khỏi cần điện em đâu. Nhớ không, cái sao không cần nghe, không cần. Nhớ cái cục pin, lúc nào cũng điện thoại có pin đầy đi, rồi em điện em hỏi thăm cho chị, khỏi cần điện em đâu. Em điện tự động hỏi thăm bây giờ này nè, em chạy lên. Chắc kêu phải ông chạy theo rồi, lại đưa ông gần rồi nè. Chỗ này chỗ kia đó. Thì hỗ trợ tiền xăng cho anh đi, đưa cho anh tiền xăng. Nữa nhớ nghe những cái phí gì mà mua có giấy tờ giữ lại cho em hết nha. Giữ hết luôn. Để mình trình bày với Mạnh Thường Quân là mình xài cái gì đó. Rồi bà sao tâm lý bữa nay sao? Vui mừng không? Mừng ông, mừng ông nói lên cho quý Mạnh Thường Quân nghe. Vậy đó hả? Cái này mơ ước này lâu chưa? Lâu. Vậy đó hả? Giờ gắng nha, giữ gìn sức khỏe. Ông ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Để cho bà khỏe mạnh, bà yên tâm mà đi trị bệnh. Dạ. Bữa nay kêu nhớ nó nhà này ở xóm hai người đó. Dạ. Để cho ông bà ông uống cà phê với ông cơm đó. Lại tới rồi đó. Dạ. Rồi. Họ có chị Thái cho chưa, chị Thái cho ăn cơm. Rồi ngoại no chưa? No hả? Vui vẻ phấn chấn lên nha. Cái này là mình được mọi người dân giúp đỡ không đó. Dạ. Phước của xã hội là mình nhận hết trơn, mới gắng cố gắng vui vẻ lên để vượt qua cái bệnh. Rồi lên chẩn rồi bữa ổn định rồi con lên. Như tới ngày phẫu thuật con chạy lên. Con với anh em sẽ lên rồi tiếp tế lương thực nữa cho mình. Nhớ mua gì bả ăn không được thì mua sữa cho uống được nha. Sữa. Bồi dưỡng cái gì cho bả, sữa này kia đó bả chẩn á. Cái nào ăn được chứ đừng để gì đâu. Cái nào ăn được bả mới chịu qua. Thì đó, cái gì ăn được á. Chứ mua chi không ăn rồi mua chi bỏ ổn. Rồi cố gắng dưỡng cho khỏe, rồi để con điện chỗ xe cho, rồi liên lạc rồi chắc chút nó lại tới à. Bây giờ mình đồ đạc xong hết đúng không? Xong hết trơn rồi, chỉ đi tắm mà rồi đi rồi xong rồi đó. Hai tắm vậy hả? Rồi. Tại hồi sáng lo làm hai bên rồi quét dọn. Dạ. Tính mình đi lâu á không có quét được. Đúng rồi. Lum ra nó dơ. Sáng sớm mình thức 4 giờ đi làm rồi đó. Dạ. Nấu cơm mà chưa không có đồ ăn đâu, tại vì không có ăn có mời được. Gì không được, cá biển là nguy hiểm mà. Họp, hôm ông ngủ được không? Được à. Nó lớn đại đi. Hôm ông ngủ được không? Ngủ được không? Ngủ á. Đi lần này bả bỏ ông rồi. Bỏ tầng lãi nha, tầng hay tầng về về nha. Nhớ bảo hiểm rồi kia giấy tờ để vô cái chung một chỗ để em thôi chỉ lên chỉ lộn á. Rồi thôi cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Thì cũng chúc quý Mạnh Thường Quân và bà con cô bác và quý vị khán giả mà một năm mới đầy sức khỏe. Và cũng con cũng chúc đây cho bà dồi dào sức khỏe lên để cố gắng vượt qua cái lúc bệnh này nha. Rồi cố gắng ông ở nhà cũng giữ khỏe nha. Rồi con rảnh thì con sẽ lại thăm ông. Rồi bà thì con phải lên chẩn rồi. Bữa con phải lên thăm bà trước. Rồi xin mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn nha. Cái đó là chỗ máy bên hội cũng giờ hẹn nó lại. Nhớ nha, em đổi ra tiền lẻ chẳng sẵn đó. Đổi tiền lẻ sẵn đó là nhớ. Em tưởng công bạn. Gói kìa, nghỉ gói rồi, cái này. Đây rồi, hết rồi, đồ hết rồi. Hiện nay thằng này làm phước có gì. Đây được rồi. Lấy con đổi không? Kìa, bà lão ra giùm anh, giùm em. Kìa, cho ngồi xe, pha đi ra ngoài. Hả? Chở đưa ra. Ừ, lấy xe chở bà. Nhớ ba bấm cửa nhé. Không mà đó, vợ em xanh cũng vậy, cũng sách nữa. Quậy lắm trời đi thề. Quá xe đâu? Chính xe đâu? Là hai đứa đi lên chẳng vui vẻ nghe, không có cãi lộn nha, ba quỷ cha.
anh chạy theo không? Ok. Rồi đi mạnh khỏe nha, gái dưỡng sức nha.